Hello, welcome back. Bây giờ mình sẽ chơi level 31. Chạy nhảy nhanh quá. Đây là cái màn gì đây nhỉ? Như kiểu là story. Trời ơi, xong luôn. My god. Thôi, thế là mất 2 lượt rồi. Thôi mình sẽ đứng đấy đợi nó quay lại. Rồi, vậy là đã xong level 31 rồi ạ. Oh my god, rơi luôn. Thôi. Ơi. Lại một cái máy này. Thôi quay lại, quay lại, quay lại. Cái này là nó giật cho đấy. Thank you.